Em tên là Long, năm nay em 26 tuổi. Em là quản lý bán hàng ở bên một công ty thuốc lá. Quê em ở Thái Bình và hiện tại nhà em ở Đồng Nai. Và em đang làm ở Long Khánh. Quê Thái Bình, Đồng Nai làm Long Khánh. Mời em giới thiệu. Em tên là Vương Ngọc Trang Đài. Năm nay em đã được 52 tuổi. Ngược lại chị. Ngược lại anh. Hiện em đang là giáo viên của trường Trung học Thực hành Sài Gòn. Chỗ ở hiện tại là ở đâu? Dạ hiện tại thì em đang ở thành phố Hồ Chí Minh ở quận 11 ạ. Chứ quận 11 xuống Đồng Nai xa không? Gần lắm ạ. Khi có tình yêu thì đường không có xa đúng không bạn? Mà em cũng đang làm ở dưới đó nhưng mà cũng sắp chuyển công tác về Sài Gòn đó. À chuyển về Sài Gòn vậy là tốt rồi, chuyển ngay quận 11 luôn nha tôi nha. Bạn đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em thì cũng đã trải qua một mối tình rồi. Một mối tình bao nhiêu năm bạn? Là 5 năm. 5 năm. 5 năm. Mối tình dài đấy. Dạ. Rồi, bạn gái mình có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, có tính tình đơn phương không chị? Em muốn tính sao em tính? Dạ, nếu mà tính tình đơn phương luôn là 3 mối tình rồi chị. À không, bạn nam bên này rất là nhiều chị. Vậy á hả? Dạ. Bây giờ bạn muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Dạ, thứ nhất là sẵn sàng chia sẻ với em. Tại vì những cái gì mà em suy nghĩ nó đều hiện sẵn trên khuôn mặt của em rồi. Nên những bạn nam của em cũng muốn mong muốn là nếu mà anh ấy muốn gì thì anh ấy hãy nói thẳng ra, anh ấy không có mập mờ. Vậy thì hai bên san sẻ với nhau thì dễ dàng để mà sống chung hơn, rồi cũng tiết kiệm thời gian để làm được nhiều việc khác thay vì cứ giận nhau hoài. Bạn trai mình cảm giác như thế nào với những chia sẻ của bạn gái vừa rồi? Dạ, đối với những cái chia sẻ của bạn gái thì em thấy cũng phù hợp với tính cách của em. Tính cách của em rất là thẳng thắn và quan tâm chia sẻ với những người thân trong công việc hay là cũng như trong xã hội. Em muốn tìm một người bạn đời như thế nào? Dạ, em muốn tìm một người bạn gái là có duyên là được. Ngoại hình không quan trọng lắm, mà ví dụ như cao từ 1m55 trở lên là được rồi. Rồi, như vậy rồi. Là được ha. Bạn trai có vẻ là dễ tính á. Bạn có thể giới thiệu về bản thân mình một chút. Đặc điểm tính cách của em là có hai đặc điểm nổi bật nhất. Thứ nhất là nhoi, và thứ hai là thích phiêu lưu. Nhoi có nghĩa là em không bao giờ ngồi yên lặng, trầm tĩnh được trong vòng 30 phút. Lúc nào em cũng phải kiếm việc để làm. Còn nếu mà thấy em điềm tĩnh trong 30 phút là có thể hiểu là em đã rơi vào trạng thái thiền và ngủ. Còn thích phiêu lưu là em rất thích đi phượt, đi chơi với mọi người, với bạn bè. Tuy nhiên đi phượt một mình cũng là một cái thú vui ạ. Đó giờ đi một mình nhiều chưa? Dạ, em từng đi phượt một mình qua Hàn Quốc ạ. Cũng hơi liều một chút nhưng mà cũng có rất là nhiều kỷ niệm thú vị ạ. Bạn trai, mình có thấy bạn gái bên này có vẻ hơi mạnh mẽ đó, bạn có ái ngại gì không? Dạ, không sao đâu ạ. Em cũng thích một người như vậy. Mình có tài, cái biệt tài gì đó không em? Hát hả? Dạ. Được, nào hát bài vui vui rồi. Đọc rap đi. Chỉ là đôi môi, chỉ là vài câu yêu thương thôi mà em đã khiến anh yêu em chẳng thể phải phôi. Anh mong em đừng thay đổi vì anh đã quá yêu em mất rồi. Vì em xa em quanh anh chỉ còn là bóng tối. Chờ một ngày mai chờ, chờ một ngày tương lai chờ, ngày ta được sánh đôi vai cùng bên nhau mãi mãi. Dẫu anh có làm gì sai cũng sẽ không một ai có thể chia hai ta chung bước mãi trên một con đường dài. Con đường dài, con đường dài, con đường dài lắm, con đường dài lắm. Đếm 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ngày trôi. Biết em giờ có nhớ về anh hay nhớ về ai? Bao ngày thật là dài khi không có em bên cạnh. Anh cảm thấy giấc giá lạnh, mà làm sao em yêu hiểu thấu khi mình thôi. Có duyên mà. Có duyên, dễ thương mà. Ồ, có đồng tiền nữa ta. Hai mươi lúc đồng tiền nữa ra. Tôi khoái với người nào có đồng tiền giống tôi, răng khởn ta. Ghê ghê ghê. Em có tật xấu gì không? Tật xấu thì chắc là khi ngủ thì em hay nói mớ thôi. Ê, cái này giống em nè anh. Em nói mớ mà bạn em chùm ai cũng biết hết luôn, biết tiếng luôn anh. Đâu đang nói gì, thí dụ như bên đây ngủ nói gì? Thí dụ em gì? Không biết, em không biết. Sao vậy, sao em biết em ngủ em hay nói? Bởi vì là những cái người ở ngủ cùng với em. Ai ngủ cùng với em? Bạn học sinh viên cùng phòng. Rồi tụi nó kể sao, nó nói em nói gì? Là, ví dụ như là ban ngày mà đi học tối về đi học tiếp. Hay là ví dụ như em đi làm bây giờ em đi gặp khách hàng, tối đi gặp khách hàng tiếp. Bạn em bảo kêu là ví dụ như sau này mà có gia đình á là không ngoại tình được.
lắm. Ban ngày có gặp ai thì tối là khai hết. Hay, nghe vụ này cũng hay à. Còn em mới sao? Em mới sao? Dạ cũng còn gần như bạn, như anh ấy bên đó. Thì ví dụ ban ngày em chuẩn bị thi speaking thì ban đêm em sẽ nói lảm nhảm gì đó bằng tiếng Anh, nhưng mà mọi người không ai hiểu hết trơn á. Hoặc là đôi lúc lâu lâu suy nghĩ cái vấn đề gì trong ngày thì ban đêm thì em cũng suy nghĩ lại. Cũng nói mớ luôn. Hai chồng là tối nằm ngủ mạnh ai nấy nói. Người nói người dịch. Anh bên đây rất là dễ thương, nhẹ nhàng, có thể chiều chuộng em được. Đúng em không thích gì ở người đàn ông? Hút thuốc lá à. Thật ra thì ba em hút thuốc lá, nhưng mà mỗi lần ba em hút thuốc lá thì đi ra ngoài. Và ba em rất là tôn trọng không khí trong gia đình, tôn trọng mẹ và tôn trọng các em. Nên cái việc đó thì cũng có thể chấp nhận được. Tuy nhiên một ngày hút một điếu thôi, không quá nhiều. Đúng rồi, hút thuốc nhiều có hại sức khỏe. Còn không thích gì nữa không? Hết rồi. Hết rồi, vậy đơn giản quá. Em có đáp ứng nhu cầu được những cái điều mà bạn gái vừa mới đưa ra không? Dạ, được anh ạ. Nhớ nha, bên đây nguy hiểm lắm đó nha. Hôm nay em có đi với ai không? Dạ, em có đi với cả ba người bạn. Em thấy bạn gái bên cạnh này nè anh Long, dễ thương, rất là duyên và rất là dịu dàng. Đó là một trong những cái tiêu chuẩn của anh Long ấy. Ồ, chị thấy nhoi lắm mà. Như thế là tính cách em thấy là năng động và cũng rất là phù hợp với anh Long. Và xin chia sẻ với bạn nữ một chút, anh Long là một người sống rất là chân thành, sâu sắc và rất là cầu tiến. Rồi, bạn gái có đi với người thân nào không? Dạ, em mời chị đồng nghiệp với em, chị Liên ạ. Em chào anh Quyền Linh, chào Cát Tường. Chị thấy sao? Tình hình hai bên hợp với lý không? Anh dạ nãy giờ nghe thì thấy hai bạn có vẻ rất là hợp. Chắc chương trình cũng khó khăn lắm để tìm được một cặp như thế này. Hai bạn có điểm chung đó là cả hai người có vẻ rất là thẳng thắn, nhiệt tình. Trang Đài thì là ở cơ quan là một người được ban giám hiệu rất là thương yêu, đồng nghiệp rất là quý mến và học sinh nó cũng rất là thương. Rồi, cảm ơn cô. Bây giờ thì hai bạn có thể gặp mặt nhau đó, có mọi người tư vấn hết rồi. Quan trọng là mắt nhìn mắt ha. Dạ, xem ăn thua mình thôi ha, ăn thua cảm xúc không? Của mình thôi. Cảm ơn. Cô thích trai đẹp không? Dạ có chị. Có chứ, ai bảo thích đúng không? Đúng rồi, rồi. Bắt đầu. Một chàng trai hết sức dễ thương, xoay lại sau lưng chứ nhìn tôi làm chi trời. Anh có món quà tặng em. Cái tặng cũng lạ đấy, bất ngờ đó. Thay vì tặng bó hoa này tặng nguyên chậu kiển. Bó hoa về nó héo anh, chậu kiển nó có thể nuôi chăm sóc nó sẽ được lâu hơn. Em trai em rất là giỏi chăm sóc chậu kiển ạ. Chăm sóc một vườn hoa trước nhà luôn. Tặng em để em chăm sóc chứ tự nhiên đưa em trai em chăm sóc. Dạ tay em nó rất là nóng, mẹ em bảo vậy, tại vì em đụng cây nào là chết cây đó. Rồi hai bạn có thể nhìn nhau nói chuyện đi. Là cái ấn tượng ban đầu của em về anh như thế nào? Thì anh cũng dễ thương. Nhìn chung là ổn. Cảm ơn em. Thì em có vẻ là một cô gái cũng có sự đa dạng về tính cách. Vừa đa dạng về tính cách có nghĩa là ban ngày em dày, ban đêm em trở thành một người khác. Không phải, có nghĩa là trong những môi trường khác nhau thì mình sẽ có những cái cách ứng xử khác nhau á. Ví dụ như lúc mình là một người năng động, như lúc mình lúc khác mình lại là một người rất là điềm tĩnh. Nói gì dài bị bắt bẻ, tao nói ổn, em ổn rồi được rồi. Anh có đủ tự tin để làm cha của một đứa con gái không? Nếu sau này em có con gái và em cần nó phải tự lập, phải bản lĩnh, chứ không có được dựa dẫm vào bất cứ người đàn ông nào, chỉ dựa dẫm vào ba mình thôi, thì anh có đủ tự tin để có khả năng chăm sóc được con như vậy không? Đối với hiện tại bây giờ thì cái sự việc nó chưa xảy ra. Giống như khi mình có con rồi á, thì giống như từng ngày mình sẽ cũng sẽ lớn thêm theo dần với con. Thì anh nghĩ là có thể. Anh cũng rất thích con nít, con gái cũng thích, nhưng mà con trai thì chắc là cũng sẽ thích hơn. Dạ rồi, anh có hỏi gì nữa không? Thì cái ví dụ như là cái mơ ước của em trong cái cuộc sống thì trong tương lai á là như thế nào? Dạ mơ ước của em giản đơn lắm anh. Một công việc tốt, một gia đình hạnh phúc, con cái trưởng thành, đạt được nhiều cái ước mong mà em chưa hoàn thành được. Cái đó không đơn giản đâu, cũng phức tạp lắm á. Không, thật ra là chỉ đơn giản là con em phải biết năng khiếu một chút xíu, ví dụ là đàn hoặc là hát hay một chút xíu thôi, giống như là ba em vậy đó, ba em hát hay, còn em là thảm họa âm nhạc. Tại vì trong thế kỷ 21 này nếu mà mình chỉ có kỹ năng cứng không thì không có được, phải có rất là nhiều kỹ năng mềm. Vậy nên con cái nó cũng phải còn học nhiều thứ lắm. Em nói về hơi nhiều về con cái tại vì em hơi lo sai chút xíu, nhưng chứ không có gì là nghiêm trọng lắm đâu ạ. Không, như thế là tốt mà, rất tốt đấy. Thôi nói gì thật là tình cảm với nhau đi. Tình cảm thì hứa khi nếu mà kết hôn với em thì anh sẽ làm gì hứa cho người ta yên tâm đi. Hứa thật nhiều, thất hứa cũng thật nhiều. Thôi mình nói một câu tỏ tình gì đó để có thể quyết định bấm nút hay không bấm nút.
Thôi để em nói cho. Rồi em nói đi. Sư Huynh à, hôm nay tiểu muội lên đây á, là dù có thích hay không á đều bấm nút hết á, nên sư Huynh nhớ điều đó nha. Tôi mấy giờ tôi khen cô này hay tôi chê nữa. Nhiều khi thấy cô cũng được lắm mà sao nhiều khi cô kỳ dữ vậy ta. Ây da, nói như vậy là không có được nha. Ngồi đây bấm nút là một sự nghiêm túc, chứ không phải được không được cũng bấm mà nha. À, dẫu sao thì lên đây cũng là cái duyên rồi mà. Dẫu sao thì cũng phải bấm chứ. Bấm như vậy là có đôi khi làm người ta hụt hẫng á nha. Khi về mà không thích người ta là kỳ lắm à. Dạ chắc cũng có thích đó ạ. Để em bấm đi ạ. Cũng có thích là bấm, còn không thích không có bấm mà nha. Dạ. Nhìn say đắm quá ha. Sao nói câu gì ngọt ngào với cô ấy đi. Dạ. Anh rất có cảm tình với em. Dạ. Cảm ơn anh. Còn em? Em cũng vậy. Suy nghĩ thật kỹ nha. Giống như những gì nãy giờ anh Quyền Linh với chị Tường nói. Thật sự cảm nhận, thấy trái tim mình rung động. Và đây bấm nút là để hẹn hò với nhau, chứ không phải bấm nút để làm bạn. Một, hai, ba. Hết thời gian. Lý do tại sao mà một cô gái dễ thương hiện đại thế này, năng động thế này, tại sao bạn lại không bấm? Dạ là thì cái cảm xúc ban đầu đối với em á, giống như là nó quan trọng lắm. Khi mà em thích một ai đó thì em cũng là có những cái cảm giác rất là rõ ràng, thì em có thể là tiến tới sâu xa hơn được. Còn đối với bạn thì có thể là làm bạn được. Không sao cả. Chúng ta không tìm đến tình yêu, chúng ta sẽ là những người bạn rất thân thiết. Biết đâu trên con đường đời nó có nhiều cái sự thay đổi thì sao? Bạn gái cảm nhận thế cảm nào? Cảm xúc của em bây giờ như thế nào? À, có hơi hụt hẫng chút xíu nhưng mà không có sao. Tại vì đối với em mà nói thì cái việc mà bấm nút hay không thì có vẻ anh ấy rất là quan trọng. Đúng. Đối với em thì cũng quan trọng, nhưng mà em còn có một số điều mà ảnh hưởng tới việc em có bấm nút hay không. Bởi vì khi mà lên đây quay phim á, nó cũng sẽ được lên YouTube nữa. Mà lên YouTube có nhiều ảnh hưởng lắm. Nên tốt nhất là em nên chọn biện pháp an toàn. Cho dù lên YouTube hay là không lên YouTube, khi chúng ta bấm nút là chúng ta lựa chọn một điều hết sức thiêng liêng. Chúng ta không thể đùa với chuyện đó được. Nếu chúng ta yêu thương thực tình. Tôi hôm nay công nhận bạn trai rất là bản lĩnh. Bạn có cái hay của bạn. Bạn rất giỏi, bạn rất là năng động. Cái điều không ai có thể không nhìn thấy được. Có thể nói là nếu bạn này không bấm nút ở câu lạc bộ online, chúng tôi sẽ có nhiều bạn bấm người, nút người, bạn. Nhiều người nãy giờ xem họ sẽ bấm nút bạn. Ví dụ rồi. Vậy, họ sẽ kết bạn với còn bạn. Còn bạn trai vậy cũng sẽ có nhiều bạn gái đồng ý bấm nút với bạn trai. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng Thảo Dược Relax. Dạ, cảm ơn chúc hai bạn sẽ sớm tìm được hạnh phúc của mình.